Ôi, hôm nay nàng có hội mà không biết con Cám đâu rồi nhỉ? Mình phải đi tìm Cám về mới được. Cám ơi! Cám! Cám ơi, Cám ơi, về đi mẹ bảo. Mẹ bảo gì? Có về đi chơi hội không? Có. Tấm ơi, cứ ở đây chơi thôi. Mẹ đưa Cám về có chút việc. Nhanh lên con. Con có đi chơi hội không? Chơi hội ở đâu? Chơi hội ở đình chứ con ở đâu? Bây giờ hai mẹ con mình sẽ thay quần áo và trang điểm để đi dự hội đi. Con thay quần áo đi để mẹ che cho nhé. Ôi, con gái mẹ mặc bộ này đẹp quá. Con quay một vòng cho mẹ xem nào. Ôi, con gái mẹ xinh quá. Con ơi, con có bộ váy nào đẹp không? Cho mẹ mượn một cái. Mẹ già rồi con đi mặc váy. Xin bố nhà cô. Tôi được rồi, để con lấy cho. Mẹ ơi mẹ, cái váy này được không? Ôi cái váy này cũng đẹp đấy. Giờ mẹ tự váy đi. Ôi váy hai tầng đẹp quá. Mẹ quay một vòng cho con xem nào. Ôi váy của mẹ đẹp quá. Thôi đi vào lấy bộ đồ trang điểm đi, để mẹ trang điểm cho nhá. Con thích màu son nào?
con chiếc kén này. Nào, để mẹ trang điểm cho con gái mẹ nhé. Mẹ định đẹp vào nhá. Mới kết ra ngoài rồi. Chơi con không thích màu đấy nữa đâu. Con thích màu đỏ. Mẹ định cho con màu đỏ này, con thích màu đỏ này. Đây đây, có té mà không làm được. Được rồi, xinh quá. Rồi bây giờ để mẹ đánh má cho Hồng nhé. Con gái của mẹ xinh quá. Bây giờ con trang điểm cho mẹ đi. Mẹ thích màu nào? Mẹ thích màu này. Rồi để con đánh má cho mẹ nha. Đi đâu việc gì đấy mày? Mẹ rủ em đi xem cậu được không? Đúng rồi đấy. Đấy. Mẹ cho con đi với. Muốn đi hả? Cám ơi, mang cho mẹ một bát gạo nếp và một bát gạo tẻ đây. Tấm ơi, muốn đi xem hội hả? Bây giờ con phải nhặt gạo nếp ra gạo nếp, gạo tẻ ra gạo tẻ, nhớ chưa? Ôi trời mà ấy. Đánh như mà chó nhà cháu. Nó là cháu ấy. Cái gì? Mà
con đi xem hội thôi.